Thưa quý vị và các bạn, việc nhiều đống rác tồn tại trên các tuyến phố chính, ngay cả trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, mà còn phản ánh việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhất là rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum còn nhiều bất cập. Điều này khiến người dân bức xúc. Người dân từ bất ngờ rồi đến bức xúc khi chứng kiến một đống rác lớn tồn tại trước cổng chào của khu dân cư văn hóa trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Người dân bức xúc hơn khi chứng kiến cảnh công nhân vệ sinh môi trường chỉ thu gom rác thải sinh hoạt thông thường, bỏ lại một lượng lớn rác thải khác ngay tại vị trí họ thường xuyên tập kết rác. Khi xưa là chỗ này nó có một cái thùng rác, cho nên là dân toàn bộ là coi như cứ tập trung ở rác đây, nhưng mà cái đống rác này nó tồn tại từ trước Tết đến bây giờ, nó mất cảnh quan đô thị. Chúng tôi là dân không biết là cái ai có trách nhiệm và xử lý cái rác này như thế nào, nhưng mà cái tồn tại như thế này là chúng tôi không có đồng ý. Quan trọng là trước cái tổ dân phố 6 và coi như trước coi như Ủy ban Mặt trận thành phố mà để như vậy, chúng tôi thấy là coi như mất cảnh quan mà nó không có được coi như sạch sẽ. Sự bức xúc của người dân nhiều hơn khi các đống rác trên một số tuyến phố chính gia tăng về số lượng và khối lượng. Rác cũ không được thu dọn kết hợp với rác mới như chậu hoa, cành hoa và nhiều vật dụng khác làm cho nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị gia tăng. Phản cảm hơn khi các đống rác này trở nên tung tóe bởi những người thu nhặt phế liệu. Trước Tết và sau Tết là đều có rác, mà nhất là rác hoa bỏ ra mùi hơi thối, bốc mùi khó chịu. Mà cách nhà tôi thì 100 mét là có một đống rác nữa, tức là hai đống rác. Đi đường Lê Lợi, đường Nguyễn Thắng có hai cái đống rác khó chịu. Thấy mà một đường phố văn minh mà nó tồn tại hai đống rác là vô lý. Chúng tôi là người dân địa phương ở đây, là ngay tại đây mà thấy trước nhà có một đống rác như vậy là cũng rất là bức xúc. Muốn là hàng năm, hàng tháng mình vẫn có đóng tiền rác đầy đủ. Mà cái đống rác này nó tồn tại cách đây cũng từ hôm trước Tết tới giờ. Mà nhìn nó không có được thẩm mỹ cho lắm. Tự nhiên mình ngồi trong nhà, mình ăn cơm mà mình nhìn ra mình thấy đống rác như vậy thì nó cũng khó chịu. Cho nên là mong bên môi trường quan tâm đến cái đống rác này để làm cách nào để cho nó giải tỏa đi, để cho môi trường nó tốt đẹp hơn, nhìn nó cái thành phố mình nó đẹp hơn. Lo lắng cho sức khỏe và mong muốn làm đẹp phố phường, một số hộ dân tham gia thu dọn rác, nhưng việc này không đơn giản. Bà con không biết mang rác đi đâu, cũng không thể bỏ tiền thuê công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum thu dọn số rác vô chủ này. Thấy đô thị thì cứ tối là họ tập kết rác về đó, rồi họ để rác ở đó, như những người nơi khác thì người ta cũng đem rác tới đó người ta bỏ, rồi sau rồi cây cỏ rồi cũng đem tới bỏ, rồi cứ chất đóng hàng ngày rồi đóng rác nó càng ngày càng lớn lên thế, rồi ảnh hưởng tới những người xung quanh ở đây thôi. Thấy khó chịu, đôi lúc cũng hôi hám rồi cũng làm ảnh hưởng cho những người xung quanh. Rồi đôi lúc rồi tụi em thấy rồi tụi em cũng dọn gọn lại rồi qua hôm sau là cũng y như vậy à. Sau khi coi như Tết thì những cái chậu hoa đồ đó là dân cư mới đem đi đâu và xử lý bằng cách nào, không lý đem lên bãi rác 30-40 km và dân mà đem bỏ một cái chậu kiến như thế. Cho nên chúng tôi đề nghị là coi như là bên môi trường đô thị kết hợp với thành phố là xem xét mà xử lý như thế nào để mà cho nó sạch sẽ. Trả lời nguyên nhân vì sao công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum để tồn tại những đống rác lớn giữa lòng thành phố xuyên Tết Nguyên đán. Lãnh đạo công ty cho biết, trên cơ sở công văn số 45 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ không chi trả kinh phí thực hiện khối lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công kênh như giường, tủ, nệm, bàn ghế, ghế salon, tranh ảnh khổ lớn, thảm sàn, gốc cây, thân cây và nhánh cây. Vì vậy, đơn vị chỉ thu gom rác thải thông thường. Các đống rác phát sinh là do người dân tự ý mang rác thải rắn sinh hoạt đến tập kết và đơn vị không chịu trách nhiệm về việc này. Nếu các chủ nguồn rác thải rắn sinh hoạt hợp đồng dịch vụ, đơn vị sẽ thu gom. Công ty cũng đã có thông báo số 01. Thông báo số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2024 của công ty. Thì nội dung thông báo cũng nêu rõ là công ty
Đã, trong nội dung thông báo đã nêu rõ các chất thải công ty sẽ thu gom theo hợp đồng của thành phố, và đối với các chất thải cồng kềnh theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên thì công ty cũng đã giới thiệu rõ công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ, có địa chỉ và số điện thoại của công ty để các chủ nguồn tải khi có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với công ty sẽ được cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận giữa hai bên. Như vậy, để được thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt như chậu hoa, thảm sàn nhà, người dân có hai phương án lựa chọn. Thứ nhất, phải tự mang đến bãi rác tại huyện Đắc Hà để thuê xử lý. Thứ hai là hợp đồng với công ty cổ phần thương mại đầu tư Kon Tum thu gom xử lý. Vấn đề ở chỗ không phải người dân nào cũng biết về thông báo số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2024 của công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum để có số điện thoại hoặc địa chỉ liên lạc khi có việc cần. Còn tìm hiểu qua trang thông tin điện tử của công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum, cả 4 số điện thoại 02603865418, 02603861964, 02603861296, 02603911463 đều không thể liên lạc được. Công ty cho biết hiện nay đơn vị chưa có đơn giá ban hành chính thức. Như vậy, việc xử lý rác thải rắn sinh hoạt của người dân cũng không dễ dàng. Đáng quan tâm là một số loại rác không phải là chất thải rắn sinh hoạt vẫn không được công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum thu gom, vận chuyển, xử lý. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum ban hành công văn số 45 ngày 5 tháng 1 năm 2024 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, thì những bãi rác như thế này xuất hiện ngày một nhiều hơn và ngày càng lớn hơn trên địa bàn thành phố Kon Tum. Điều đáng quan tâm là tại những bãi rác này có rất nhiều rác hữu cơ như là nhành hoa cũng không được thu gom. Điều này làm cho người dân ở trên các tuyến đường phố vô cùng bức xúc. Để tìm hiểu vì sao các đống rác vẫn tồn tại từ Tết Nguyên đán đến nay, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum làm việc với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Kon Tum. Lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Kon Tum cho biết đơn vị đang tham mưu, chỉ đạo giải quyết. Thưa ông, hiện nay vẫn còn một số tuyến đường trên địa bàn của thành phố Kon Tum, đặc biệt là các phường nội thị thì vẫn tồn tại một số cái đống rác. Nó tồn tại khá lâu và người dân cũng khá bức xúc. Thì ông có thể chia sẻ rằng bây giờ giải quyết cái tình trạng này như thế nào? Để giải quyết cái vấn đề này thì Phòng Quản lý Đô thị sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban thành phố văn bản chỉ đạo Ủy ban dân các phường triển khai đến các cơ sở, tổ chức cũng như là người dân biết về cái chủ trương của Ủy ban dân thành phố, và đồng thời thì yêu cầu Ủy ban dân các sở phường nơi để xảy ra tình trạng ứ động rác thải sinh hoạt cồng kềnh tự thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý đúng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố. Lãnh đạo một số phường tại thành phố Kon Tum cho biết vì công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum không thu gom rác thải rắn sinh hoạt dẫn đến người dân đổ trộm rác thải vào các điểm tập kết rác thải sinh hoạt thông thường. Chính quyền địa phương không thể xuất kinh phí để chi trả cho việc vận chuyển, thu gom, xử lý đối với các đống rác vô chủ này và cũng không đủ lực lượng canh giữ, xử phạt tình trạng đổ trộm rác. Về việc tuyên truyền vận động người dân tự xử lý rác thải rắn sinh hoạt cũng không thuận lợi. Đơn cử, tại phường Thống Nhất, việc giải quyết các chậu hoa cúc do địa phương vận động người dân mua để trưng Tết trên hè phố hiện gặp khó khăn. Công ty môi trường đô thị sẽ không thu gom các chậu hoa này nữa và họ sẽ tập kết vào các cái điểm mà tập kết rác thì nó gây nhảy lên, nó gặp khó khăn cho công tác thu gom mỹ quan đô thị. Cái thứ hai nữa thì bây giờ cái số mà người dân họ muốn tự mà đi tiêu hủy các cái chậu hoa này thì không có cái điểm tập kết nào cho người dân ở tại thành phố Kon Tum để cho người dân bỏ các cái chậu hoa này, thì nó cũng gặp cái khó khăn cho địa phương và cũng như người dân trong vấn đề thực hiện cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 kết thúc khá lâu nhưng rác vẫn tồn tại trên một số tuyến phố như một sự thách thức gây mất mỹ quan đô thị. Rất mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp để thành phố Kon Tum không tồn tại các đống rác trên các tuyến phố chính,
người dân hài lòng về một đô thị Kon Tum xanh, sạch, đẹp.